Chào anh em nha. Cái chắc này khoảng 160 đo lên là khoảng 1m4. Mình ôm ứng chừng khoảng 160, nhưng cây này rất đẹp. Cây này thoát thân rất là cao. Thoát thân lên phải 7-8m đó. Thoát thân lên phải 9m luôn đó. Cao lắm. Cây này đẹp này. Khoảng 120. Thoát thân lên khoảng 9m. Cây chắc này cực kỳ đẹp. Tròn đẹp luôn. Đó, anh em nào làm lõi hoành khoảng 150. Hoành 150 thì hoành 150 thì nó tầm lõi nha, chia 3 50 cho nó 4 mấy, trừ 20 lõi nó tầm 30 hơn. Lõi gần bao hơn, nhưng mà quan trọng là nó thoát thân rất là cao. Thoát thân lên 8-9m đó. Đó, cây này rất là đẹp nè. Nói 30. Thoát thân lên 8-9m nha. Yeah.